Gặp lại ân nhân. Chuyện xảy ra ở một bang miền núi nước Mỹ. Đã nhiều năm về trước, rừng rú còn hoang sơ. Có ai không? Giúp tôi với! Mình chủ quan quá. Mình được lái xe công ty, hôm nay xe bảo trì, tưởng xe khách chạy biển, chẳng ngờ không còn một chiếc xe nào. Lại gặp đúng hôm bão rừng mù mịt, mình bị lạc thật rồi. Vừa đói vừa lạnh, đêm nay chắc sẽ phải nằm vật nằm vạ giữa núi đèo hoang này rồi. Đúng là ông trời không nỡ lấp lối con người mà. Cứu, cứu tôi với. Xe tôi hết chỗ rồi. Kể cũng khó trách lái xe. Giữa đèo núi trập trùng này, ai dám đổ lại chở một người không hề quen biết. Ngộ nhỡ gặp phải kẻ cướp thì sao? Đi càng lạc, thật không dám cất bước nữa. Nếu thú dữ xuất hiện thì chỉ có nước mất mạng. Chắc vừa rồi là chiếc xe cuối cùng hiếm hoi chạy qua đây. Mình không còn cơ hội về thị trấn nữa mất. Làm ơn, xin hãy dừng lại giúp tôi với. Xem ra lại bị phớt lờ rồi. Anh có việc gì vậy? Anh ơi, anh cho tôi đi nhờ một đoạn đến thị trấn. Tôi đến thu mua dược liệu chủ quan gặp gió bão nên bị lạc đường. Lên xe đi. Cảm ơn anh. Anh ăn tạm cho đỡ đói. Trời ơi, tôi sống lại rồi. Trong đây ấm áp quá. Thật sự cảm ơn anh. Nếu không gặp anh, đêm nay tôi không biết làm thế nào nữa. Đừng khách sáo, chỉ là thêm người ngồi trên xe thôi mà. Trước anh đã có 20 chiếc xe bỏ mặc tôi. Lần cứu giúp này tôi thành thật biết ơn anh. Tôi biết bộ dạng của mình lúc này nhìn như là cướp rừng. Bàn nãy vẫy tay, tôi cũng không dám hy vọng nhiều anh sẽ dừng xe. Thú thật với anh, bàn nãy trước khi anh đến, có một chiếc ô tô con chạy qua, thấy tôi đã phóng nhanh càng nhanh hơn, còn như không thấy tôi. Tôi đã từng trải qua cảm giác như anh, nên tôi thật sự thấm những sự phớt lờ đấy. Anh cũng đừng trách họ, cuộc sống giờ mà, anh cũng hiểu đấy. Một lần nữa thật sự cảm tạ anh. Anh nên cảm ơn người tốt bụng sau. Nếu không có anh ấy, cũng chẳng có tôi ngày hôm nay cho anh cảm ơn đâu. Cách đây 3 năm, tôi cũng chở hàng lên vùng đèo núi, đừng xá hiểm hốc khó đi. Dọc đường tôi bị tai nạn lật xe. Lúc đó tôi chỉ còn thoi thóp, còn tệ hơn cả anh bây giờ. Trời ơi, anh ta hình như đã chết rồi. Gần đây là trạm kiểm lâm, chúng ta nên gọi người có chức trách đến giải quyết. Chứ bây giờ cứu một người đã chết nên chúng ta không tránh khỏi liên lụy, làm phúc phải tội. Sau đó có một người đàn ông lái xe đi qua, thấy cảnh thương tình, vội vàng chở tôi vào bệnh viện, rồi lặng lẽ bỏ đi. Anh biết không, bác sĩ nói nếu hôm ấy tôi đến chậm mấy phút thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi ra viện, tôi tìm ân nhân cứu mạng của mình khắp nơi, nhưng không tìm thấy. Từ đó trở đi, tôi đã nuôi một tâm nguyện. Tôi phải ca ngợi và học tập đức tính tốt đẹp của vị ân nhân đã cứu mình. Anh ấy đã giữ lại cuộc sống này cho tôi, thì tôi phải sống cho nó thật ý nghĩa. Vết chàm này, có phải anh bị tai nạn ô tô trên đèo Li An, thị trấn Woodthorpe? Lúc ấy có phải anh lái một chiếc xe hàng chở quần áo? Trời ơi, anh chính là...
Anh chính là vị ân nhân cứu mạng của tôi. Thảo nào, tôi có cảm giác hình như quen quen. Anh... không ngờ chúng ta lại tái ngộ nhau chính tại nơi rừng già và trong hoàn cảnh như thế này. Điều này như mình chứng chân lý sống chẳng bao giờ cũ. Người tốt thì suốt đời bình yên. Những bát phở nghĩa tình. Nhóc con, mua gì? Em lại xin ăn chứ gì? Nhìn mày là đã thấy chẳng có tiền rồi. Thôi, đi đi để người ta còn bán hàng. Mới sáng sớm ngày ra. Em có tiền, nhưng... Vậy à, đâu nào? Tiền đâu nào? Cái gì? Mấy nghìn bạc mà đòi ăn phở hả? Anh ơi, anh bán cho em đi. Em sẽ cố gắng trả anh khi em có tiền. Nhiều đây là tiền em đi làm buổi sáng. Chỉ được có từng này. Mai em sẽ làm nhiều hơn để lấy tiền trả anh. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ba xem đi. Thằng bé này nó có mỗi vài đồng tiền lẻ mà cứ kỳ kèo ăn chịu. Ai lại chịu bắt phở cơ chứ? Miếng ăn vào miệng rồi thì đòi ở đâu ra? Thôi bán cho nó, mai nó trả. Sao lại bán cho nó? Cứ làm đi, trông thằng bé ấy thật thà. May cho cậu là ba anh tốt bụng đấy nhé. Cháu cảm ơn, nhất định cháu sẽ trả. Đây, cháu cầm lấy đi. Cháu gửi ạ. Từng này đủ rồi, suốt ngày thế này thôi. Từ mai cứ từng ngày là mua được. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác. Sao ba lại làm thế? Nó quen thân đi rồi, nó cứ ăn không. Suất đấy còn là suất đặc biệt đấy. Ba nghĩ tô phở đấy thật sự quan trọng với thằng bé. Nhìn nó rất tội. Những ngày sau, kia hay hôm nay không tới, chẳng biết thế nào nhỉ? Chắc là thằng bé không còn cần đến những bát phở đó nữa. Ôi! À! Ba tôi làm sao thế này? Anh bình tĩnh, ông cụ bị tai nạn, chúng tôi đã cấp cứu vết thương bên ngoài. Nhưng có một vấn đề người nhà nên biết. Vấn đề? Là gì ạ? Bà tôi nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Ba anh bị tổn thương mắt nghiêm trọng. Nếu như không có giác mạc thể thai, tôi e rằng ông cụ sẽ khó có thể phục hồi tại thị lực. Nghĩa là sao ạ? Bác sĩ đang nói bà tôi có thể mù sao? Nếu may mắn thì có thể có người hiến giác mạc. Tôi đã liên hệ với bên trung tâm phía trên, mong sẽ có kết quả sớm. Vừa mới có người hiến tặng giác mạc, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép cho ba anh ngay. Thật hả bác sĩ? Thật sự cũng là điều may mắn với nhà anh. Nhưng người cho giác mạc là một người vừa qua đời tại bệnh viện ngày hôm qua. Người nhà đã đồng ý hiến giác mạc. Thật vậy sao bác sĩ? Sau khi ba tôi phẫu thuật xong, tôi có thể gặp họ được không ạ? Là em sao? Bác sĩ ở bệnh viện bảo anh đến để gặp người hiến giác mạc cho ba anh. Chẳng nhẽ? Dạ, vậy bác đã khỏe lại chưa ạ? Ba anh tỉnh lại rồi, cuộc phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói sẽ sớm hồi phục thôi. Vậy tốt quá rồi. Nhưng tại sao em lại biết? Và người hiến mắt cho ba anh chẳng nhẽ là... Dạ, tại khi bác nhập viện, phòng của bác ở cạnh phòng ba em nên em biết. Hơn 2 tháng nay, ba em nằm viện điều trị viêm tụy, nhưng bệnh tình mỗi ngày một nguy kịch hơn. Khi biết tình trạng của bác và biết bác là người đã giúp đỡ ba con em trong suốt thời gian qua, ba em đã quyết định hiến giác mạc cho bác sau khi qua đời. Cho nên... Cảm ơn em vì những điều em đã giúp anh nhìn thấy. Trong cuộc sống luôn luôn có nhân quả. Chúng ta cần gieo những nhân tốt để có thể có những cái cây tốt trong cuộc đời.
Giá trị của 5.000. Ba bảo cuối tháng mà mình tiết kiệm được 100.000 thì ba sẽ mua cho mình một chiếc xe đạp mới. Mà là cuối tháng rồi, mình phải đếm xem đủ chưa mới được. 78, 79, 80, 81, 92, 94, 95. Chỉ có 95 sao? Thế là thiếu mất 5.000 đồng rồi. Mà ba còn cấm con được đi xin ai nữa chứ. Ồ, làm sao bây giờ? Còn ngày mai nữa. Đúng rồi, ba sẽ cho mình 8.000 đồng ăn sáng. Mình sẽ chỉ ăn 3.000 thôi. Còn để 5.000, để thêm vào nữa là đủ. Chỉ còn nước ngày mai nữa thôi. Mình sẽ có xe đạp mới. Tiền ạ? 5.000 cháu ạ. Vậy ạ? Thế còn miếng nào 3.000 không ạ? Có miếng kia. Vậy ạ? Thế cháu lấy miếng đó nha. Đây. Dạ. Vậy là mình đủ 100.000 rồi. Mình sẽ đưa ba mua xe đạp mới. Anh ơi, em muốn ăn bánh mì. Em đói quá. Em muốn ăn bánh mì. Thôi chịu khó một chút đi em, giờ chúng ta chưa bán được tờ vé số nào nên chưa có tiền mua bánh. Đợi khi nào bán được tờ nào, anh sẽ đi mua bánh cho em ngay. Nhưng mà em đói, không đi nổi nữa đâu. Cô ơi, cháu còn 5.000 nữa, cô bán cho cháu một miếng to hơn lúc nãy cháu vừa mua nha. Ồ, được thôi, đợi cô một chút nha. Cháu cảm ơn cô ạ. Đi nào em. Này, hai cậu khoan đi. Tớ tặng túi bánh này cho em cậu và cậu. Cậu cầm lấy đi. Cậu tặng anh em tớ hả? Hai cậu cứ nhận đi, đừng có ngại. Anh em tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi tớ đi đây. Chào hai anh em nha. Ừ, chào cậu. Tí à, ăn đi con. À, mà con tiết kiệm đến đâu rồi? Hôm nay là ngày cuối tháng rồi đấy. Nhớ là dù thiếu 500 đồng thì vẫn là thiếu đấy nha. Ba sẽ không mua xe cho con đâu. Dạ, con... Sao mặt bí xị thế kia? Sáng nay còn thấy con hớn hở lắm cơ mà. Ba ơi, con chưa tiết kiệm đủ tiền ba à. Còn thiếu mất 5.000. Vậy sao? Ba, lần này con không xứng đáng để có xe mới. Ba hãy cho con cơ hội lần sau nha. Con nhất định sẽ tiết kiệm đủ 100.000 mà ba. Ba thấy trong lọ đủ 100.000 rồi đấy chứ. Con mang ra đếm lại đi. Sao lại thế hả ba? Hôm qua con đếm đi đếm lại mà chỉ có 95.000 thôi mà. Thì con cứ mang ra đây đếm lại đi. 94, 95, 97, 98, 100. Ôi, đúng là đủ 100 thật ba ạ. Tại sao lại thế nhỉ? À, là ba đã để vào trong cho con đủ 100 đấy con à. Hôm nay trên đường đi làm, ba đã vô tình thấy con giúp đỡ hai bạn bán vé số bằng cách mua tặng hai bạn một ổ bánh mì. Đó là một việc làm tốt và rất đáng được khen ngợi. Vậy nên ba đã thưởng cho con thêm 5.000 kèm với chiếc xe đạp mới như con muốn. Ba, thì ra là vậy. Con yêu ba. Ba thấy con là một người thật thà, biết chia sẻ và giúp đỡ người khác, không vì phần thưởng của ba mà giữ lại số tiền mình có cho đủ 100.000. Con cũng là phần thưởng tuyệt vời mà ba có được, con trai ạ. À. Mưu trí của thỏ. Ôi, đói quá đi mất. Nắng hạn kéo dài làm khu rừng này chẳng còn cái gì để ăn. Biết đi đâu kiếm ăn bây giờ.
lẽ mình phải liều một phen. Kia rồi, ruộng khoai mới ngon làm sao. Phải nhanh tay mới được, kẻo người đến thì chết. Thôi chết, người đến rồi, làm thế nào bây giờ? Mình vừa thấy lùm cây chỗ này động đậy cơ mà. À ha, nó cũng mới chết đây bà, người còn ấm lắm, tối lại có mồi ngon để nhậu rồi. Phải tìm thời cơ trốn thoát mới được. Chè xanh đây, chè xanh hảo hạng đây. Làm cốc chè cho mát ruột đã. Hả? Nó còn sống sao? Thì ra mày... Con này tinh ranh thật, dám lừa cả mình chứ. Lần sau tao mà còn gặp mày thì... Hôm trước xui quá, suýt nữa thì bị lão chủ ruộng tóm được. Lần này mình phải cẩn thận hơn mới được. Đình mấy hôm cuối cùng cũng bắt được mày. Dám đến ruộng của ta ăn trộm khoai lại còn giả chết lừa ta. Lần này xem mày thoát được không. Ở yên trong đây nhé. Ngày mai có dỗ ta làm thịt mày. Không được rồi, có hòn đá đè lên trên thế này, mình không thể thoát được. Chẳng lẽ chịu chết ở đây sao? Cá ạ. À, nghĩ ra rồi. Ê, cá ơi, anh thỏ, anh gọi tôi đó hả? Anh biết tin gì chưa? Anh sắp bị lên thớt rồi đấy. Là sao? Tôi vừa nghe chủ nhà nói, ngày mai họ có dỗ, họ sẽ làm thịt anh. Trời, họ sẽ làm thịt tôi hả? Làm thế nào bây giờ? Nếu không muốn bị làm thịt, thì anh hãy vùng vẫy thật mạnh vào, cố thoát ra khỏi chậu mà trườn ra ao. Cái gì đổ thế nhỉ? Thoát rồi. Con cá. Thôi chết, con thỏ. Trời ơi là trời, sao mình lại mở cái nơm ra vậy? Thỏ mất đàn thỏ, cá lặn đàn cá, rõ là ngu quá. Cảm ơn anh cá nha. Cách trả công đặc biệt. Khung cảnh núi rừng đẹp quá, hình như đằng xa có con thác kìa. Ồ, đúng rồi, là thác nước thật đấy. Đây là lần đầu các em lên đây à? Dạ vâng ạ. Cũng là lần đầu tụi em làm từ thiện luôn, nên hồi hộp lắm anh ơi. Lần này khá vất vả đấy, đang là dịp Tết thiếu nhi, cho nên nhóm tình nguyện của chúng ta phải chia nhỏ đi nhiều nơi phát quà cho các em. Vì vậy chuyến tình nguyện lên bản dốc lần này chỉ có 4 anh em mình thôi. Dạ, không sao, chỉ cần thấy mình làm được việc gì đó có ích thì chúng em vui lắm rồi, không ngại vất vả đâu. Tuổi trẻ có khác, tốt, hãy giữ vững tinh thần và nhiệt huyết đó các em nhé. Dạ. Ồ, chúng ta sắp tới bản dốc rồi đó. Anh đã liên hệ trước nên cửu bản đã tập trung hết các em nhỏ lại rồi kìa. Dạ, chúng em cũng thấy rồi ạ. Chào bác, chúng cháu là nhóm từ thiện Hoa Hồng Xanh, đã liên hệ trước ạ. Vâng, chào các anh chị. Ồ, em muốn quà phải không? Được rồi, chị sẽ phát trước cho em. Hoa, dừng lại, em để hộp quà lên xe đi, chúng ta chưa phát ngay được đâu. Dạ. Em bé, em có thể tập hợp các bạn lại đây giúp anh một việc được không?
Dạ. Tụi anh phải đi một quãng đường rất xa mới tới được đây đó, nên giờ ai cũng rất mệt, mà trên xe có rất nhiều đồ. Ai có thể giúp anh chuyển đồ xuống, anh sẽ trả công sòng phẳng. Dạ, em nè anh ơi. Rồi, bây giờ các em hãy xếp hàng để anh trả công nào. Anh à, em có thắc mắc, tại sao hôm nay anh lại ngăn em phát quà cho em bé đó, rồi lại nhờ các em nhỏ chuyển quà xuống nữa? Chúng ta đâu mệt đến nỗi không làm được đâu. Tất nhiên, anh làm vậy không phải do chúng ta mệt, mà là muốn tốt cho các em ấy. Các em ở trên này đều rất nghèo, và nếu có những đoàn từ thiện lên đây phát quà, nếu lần nào cũng nhận được sự giúp đỡ một cách dễ dàng, thì về lâu dài, các em ấy sẽ mặc định cứ khó khăn là có người giúp đỡ. Tư tưởng ấy sẽ theo các em ấy lớn lên, và sau này các em ấy sẽ dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh thay vì cố gắng phấn đấu làm giàu. Như vậy thì bao giờ mới thoát nghèo? Ồ, đúng vậy ạ. Em hiểu rồi, cho nên thay vì trao thẳng quà cho các em, anh đã tạo ra một lý do để chúng hiểu phải lao động thì mới có thành quả, phải không ạ? Đúng là một kinh nghiệm quý giá. Cảm ơn anh đã chỉ bảo chúng em. Không ngờ qua những chuyến từ thiện thế này, chúng em lại được vỡ ra nhiều điều đến thế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.